chào mừng các bạn đến với những câu đố vui song ngữ hãy bắt đầu với những câu dễ đèo hải vân nối liền hai tỉnh nào Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng. Tỉnh nào của Việt Nam nổi tiếng với cảnh quan ruộng bậc thang? Lào Cai, nơi nào ở việt nam nổi tiếng với đặc sản bún bò huế văn miếu quốc tử giám là trường đại học đầu tiên của việt nam Yes. Ngôi đền nào là nơi thờ các vua hùng? Đền Hùng loài vật nào là biểu tượng của thành phố đà nẵng rồng phở là món ăn truyền thống của vùng nào ở việt nam Miền Bắc. Northern Vietnam. Thành phố nào được gọi là thành phố ngàn hoa? Đà Lạt. Biển Đông giáp với tỉnh nào của Việt Nam? Khánh Hòa Lễ hội Chùa Hương được tổ chức vào mùa nào? mùa xuân hồ lớn nhất việt nam là gì hồ ba bể Động Phong Nha thuộc tỉnh nào ở Việt Nam? Quảng Bình Cầu thê hút bắc qua hồ nào ở Hà Nội? Hồ Hoàn Kiếm. Bắc của Việt Nam nằm ở tỉnh nào? Hà Giang. Tình nào của Việt Nam nổi tiếng với động Sơn đòm Quảng Bình thành phố nào được gọi là thủ phủ cà phê của Việt Nam buôn ma thuột loài hoa nào được xem là quốc hoa của việt nam hoa sen hồ gươm còn có tên gọi khác là gì hồ gươm thành phố nào được mệnh danh là hòn ngọc viễn đồng Thành phố Hồ Chí Minh Khu dự trữ sinh quyền của Lao Tràm thuộc tỉnh nào? Quảng Nam các bạn đoán được bao nhiêu cầu hãy để lại ý kiến của mình dưới phần bình luận nhé cảm ơn và hẹn gặp lại How